Trong chuyến thăm đến Brazil vào tuần tới của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hai bên sẽ ký kết thỏa thuận đầu tư cơ sở hạ tầng tổng trị giá lên đến 50 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đang có kế hoạch đầu tư 50 tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng của Brazil. Số tiền này sẽ được sử dụng vào việc xây dựng một tuyến đường sắt từ bờ biển Đại Tây Dương đến bờ biển Thái Bình Dương của Peru, nhằm giảm chi phí xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngoài ra, một liên doanh sản xuất thép cũng được tài trợ từ số tiền trên. Brazil hiện đang là quốc gia sản xuất nhiều quặng sắt cho Trung Quốc. Song song với các dự án, số tiền trên dự kiến sẽ được sử dụng vào các dự án đầu tư sản xuất phụ tùng xe hơi, các dự án năng lượng, bến cảng, thủy điện và quạt gió. Brazil là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, nhưng đã suy yếu trong 5 năm qua.